Quý Linh và Nam Thư, xin chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò Vừa Thôi, format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Đây là phiên bản đặc biệt dành cho những sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nam Thư và Quý Linh rất là vui. Ngày hôm nay hy vọng rằng chúng ta sẽ kết nối được cho những sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp. Họ cũng đang đi tìm một nửa yêu thương của mình. Và bây giờ, cặp đôi đầu tiên xin mời. Chưa có cái mối tình đầu nào hết. Chưa có luôn. Dạ. Mối tình chính thức thì em có một mối tình từ thời học sinh. Thì có lần em đi đường, em tắp vỉa hè, em mở bản đồ ra xem thì có bạn nào đi qua mượn mất điện thoại. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Wow. Lời đầu tiên thì cho phép em xin chào anh Quyền Linh, chị Lam Thư và tất cả khán giả có trong trường quay ngày hôm nay. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi em trai. Chào hai bạn. Tôi đã làm mai làm mối cho những sĩ quan, những quân nhân chuyên nghiệp của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cũng rất là nhiều số rồi. Đây là lần tôi thấy cũng rất là đặc biệt. Mọi bữa ngồi dưới đây là một đồng chí bộ đội. Hôm nay là thay đổi là bên kia là một cô gái bộ đội. Bây giờ mình giới thiệu vào về nhau cái nào. Mời cô bộ đội bên kia. Dạ, em xin tự giới thiệu. Em là Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh năm 1997. Em làm việc tại trạm 77 của Bộ Tư lệnh Đặc công. Wow. Wow. Công việc của em là gì? Công việc hiện tại của em là quân y ạ. À, quân y. Quân y. Mời em trai. Em chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư, chào bạn bên kia và chào bạn khán giả. Em là Phạm Tuấn Minh, em 25 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Em làm kỹ sư xây dựng ạ. Kỹ sư xây dựng. Trời ơi anh Linh ơi, thiệt. Cô gái nhìn ngồi bên em là em thấy là xinh quá trời xinh, rất xinh luôn. Con gái mà mặc đồ quân phục bộ đội thì đã nhìn thấy rất, rất ấn tượng luôn đó nha. Đúng anh rồi. Anh chưa nhìn mà anh cảm giác cũng ấn tượng rồi đó. Em gái, em dạ. Có thể nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của em đi. Ưu điểm thì có là năng động và luôn nhiệt tình trong công việc, hay giúp đỡ người khác. Về khuyết điểm thì em hơi nhút nhát ạ. Ủa làm ở trong binh chủng đặc công mà sao nhút nhát được em? Đôi khi đứng trước đám đông thì em vẫn nhút nhát ạ. À. Hiện tại chị đang thấy em cũng hết sức là hồi hộp rồi đúng không? Không sao Hiên, Hiên bình tĩnh, bình tĩnh. Nắm tay chị nè. Nắm tay chị gái nha. Trời tay lạnh ngắt à. Cho dù khoác lên bộ đồ quân phục của quân đội, như cô ấy vẫn rất là ngại trước đám đông. Rồi, mời bạn trai. Khuyết điểm của em thì em hơi bị mù đường một tí. Đi đường em phải mở bản đồ ra em xem ấy. Thì có lần em đi đường em tắp vỉa hè, em mở bản đồ ra xem thì có bạn nào đi qua mượn mất điện thoại. Còn cái khuyết điểm nào mà nó tệ hơn cái đó không? Em hay quên ấy. Hay quên thôi hả? Nó để lại cái hậu quả cũng hơi nghiêm trọng. Quên nặng nề lắm hả em? Cũng có vài lần nấu cơm nhưng không được ăn, chỉ được uống nước à. Hay là mà hẹn người yêu mà quên á, quên 3-4 lần bỏ luôn thì mới hậu quả nghiêm trọng. Dạ. Thế Hiền, tình trường em sao nè? Em mối tình chính thức thì em có một mối tình từ thời học sinh. Hiện tại thì chúng em đã kết thúc cách đây khoảng 1 năm. 1 năm? Dạ. Lý do kết thúc là gì? Đến cái một cái khoảng thời gian nào đó, cả hai người thì cảm thấy mình không còn hòa hợp nữa. Thì là từ mỗi người một đường khác nhau. Đó là một mối tình duy nhất. Là tình đầu á. Dạ. Với một cô gái vẻ bên ngoài xinh xắn đáng yêu như em sẽ có rất nhiều cái vệ tinh xung quanh tấn công mình. Và hôm nay em lại có mặt ở đây. Thật ra thì sống trong môi trường quân đội, bọn em tiếp xúc với rất là nhiều người, đồng nghiệp rất nhiều. Nhưng mà phải chăng là làm cùng nhau, hiểu nhau, hay là có một cái vấn đề gì đó mình rất là ngại yêu trong cùng cơ quan. Và đặc biệt là cơ quan em thì hầu như là các cô, các chú đều có gia đình cả. Thành ra cũng khó tìm một nửa yêu thương của mình ha. Chính vì thế nên tôi có những phiên bản đặc biệt này để có thể kết nối những cái người đang tìm một nửa yêu thương của mình. Còn tình trường của em trai thế nào? Từ trước giờ em chưa có cái mối tình đầu nào hết. Chưa có luôn. Dạ. Chào em. Em chào chị. Xoái ca ha. Xong đi trắng ha. Là trước giờ chưa mối tình nào luôn. Dạ, để mà chính thức thì chưa có mối tình nào chính thức hết chị. Say nắng, say ní thì có. Dạ. Say nắng bao nhiêu cô rồi? Em chỉ say nắng một bạn hồi còn học sinh thôi ạ. Nắm tay chưa? Chưa, chỉ đứng từ xa nhìn thôi. Trời, chị thấy em mặc thì xoái ca. Nhìn cái cách nói chuyện của em rất là rụt rè. Hay là
trên này thì vậy mà ở ngoài thì khác vậy? À, ở ngoài cũng vậy à chị ạ? À vậy hả? Dạ. Cái mẫu bạn gái lý tưởng của em là như thế nào? Cao trên 1m5 mà nặng chừng khoảng 50kg. Tính tình bình thường thôi, đừng có trội quá. Ngoại hình thì dễ nhìn một xíu. Với lại cũng biết suy nghĩ một xíu nữa. Chỉ em đơn giản vậy thôi chị. Đơn giản vậy thôi. Dạ. Em ghét nhất gì ở phụ nữ? Không thích cái tính người phụ nữ là nói năng không được kiềm chế. À, em có sợ cái mẫu người phụ nữ hay ghen rồi vậy không? Trước giờ em chưa có nên là chưa em cũng chưa giác, đúng chưa không? Chưa biết là mình có sợ hay không. Chị hiểu rồi. Bé, em có ghen không? Em không. Em không à? Ơ, phụ nữ mà không à? Nếu mà không ghen thì cũng không đúng. Nhưng mà nếu ví dụ như chẳng hạn như mà mình muốn anh ấy để đón mình mà anh lại bảo anh bận, mà trong khi lúc sau mình mà có gặp anh ấy lại chở một cô gái khác đi đâu đó, biết là vì lý do gì thì mình cũng vẫn sẽ rất là khó chịu. Em nghĩ đến là ghen. Đó là đúng em. Tự nhiên kêu rước mình không rước mà cuối cùng thấy rước nhỏ khác. Chị là dạ. Chị ghen lòng ghen lộn. Nói chung luôn là ghen là hương vị của tình yêu thôi, đâu có gì đâu. Tao yêu tụi mới ghen, quan trọng là ghen đúng ghen như thế nào thôi. Để em qua coi đàn gái nào nha em trai nha. Anh thấy đàn gái anh sao? Oh. Thấy rồi. Thấy chưa? Anh nhìn cái đẹp nhanh lắm. Trời ơi đây nè. Wow. Xuất sắc chưa? Dễ thương, xuất sắc. Em là quân hàm thiếu úy hả? Dạ. Thiếu úy. Dễ sợ. Mặc đồ bộ đội vô phải nói là thấy chững chạc ra hẳn á. Em mong một người đàn ông lý tưởng của em là như thế nào? Mẫu người em thích thì thích một người đàn ông mà điềm đạm, trưởng thành và biết suy nghĩ. Anh bên đây thì như đánh giá đây là hơn những cái điều em muốn đó. Em cũng mong là như vậy. Mong như vậy. Bên đây đàn trai cũng đẹp trai, bên gái cũng xinh gái. Hôm nay tôi chịu với cặp này đó nha. Bây giờ là mình sẽ nghe ý kiến từ người thân nha. Hiền, hôm nay em đi với ai? Em đi với cả 4 bạn và với cả sếp. Mời sếp của em Hiền đi. Xin chào chương trình và xin chào tất cả các khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Tôi là Mai Văn Viện, thủ trưởng của Hiền. Hiền thì trong cái công việc thì rất là nhiệt tình, trách nhiệm, hay giúp đỡ các cô ở trong cơ quan. Tính rất tình, rất là năng động, cởi mở, hòa đồng tất cả mọi người. Cho nên là trong cơ quan thì ai rất là yêu mến, yêu quý. Hiền thì bây giờ còn trẻ nên là rất là có tương lai. Sau này thì cũng có thể là làm thành một bác sĩ. Bạn trai ở đây và Hiền thì tôi thấy cũng có một số cái nét nó rất là tương đồng với nhau. Có thể là bù trừ cho nhau được. Thời gian tới thì tùy vào cả hai tiến tới đến như thế nào thì hai người phải tìm hiểu nhau thôi. Đại diện bạn bè thôi. Lời đầu tiên thì cho con xin chào chú Quyền Linh, chị Nam Thư và toàn thể khán giả ở trong trường quay cũng như trên truyền hình ạ. Em tên là Nhung và là em gái gần nhà của chị Hiền ạ. Gặp anh ở đây thì em thấy là hai anh chị cũng có một vài nét tương đồng. Thì anh ở đây thì em thấy là rất là hiền lành, cũng rất là đẹp trai. Còn đâu chị của em thì tên là Hiền nhưng mà cũng không hiền lắm, nên em nghĩ là tính cách này hai anh chị có thể bù trừ lẫn nhau. Nhưng mà mọi quyết định thì em cũng tin tưởng vào quyết định của chị gái của em, và sau chương trình mà có đến với nhau thì chúc hai anh chị sẽ tìm hiểu thật là kỹ để có quyết định đúng đắn nhất ạ. Dạ rồi, em xin cảm ơn ạ. Con. Mời đại diện đàn trai ạ. Dạ đây là mẹ của em ạ. Dạ chào bác. Dạ xin chào chương trình. Tôi là mẹ của cháu Minh. Rất vinh dự được đến với chương trình thì cũng nhờ chương trình giúp đỡ để bạn tìm được một người bạn hợp lý. Tôi thấy bạn gái bên đây rất là dễ thương. Nhìn cũng rất là nhanh nhẹn và năng động, mà tôi cũng thấy rất là có cảm tình với bạn. Còn tùy theo thuộc vào giữa bạn gái và con trai tôi, có điều kiện rồi các bạn sẽ tiến tới đến đâu thì gia đình rất phấn khởi. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô ạ. Bây giờ cho hai bạn gặp nhau nha. Dạ. Đây có thể nói là một cặp hot girl, hot boy đó. Mở rào. Anh tặng Hiền nhé. Dạ em cảm ơn. Thật ra thì em cũng không biết tặng gì cả, nên là em có một cuốn sách tặng anh. Anh cảm ơn. Và anh thường xuyên đọc nó. Cảm ơn Hiền. Tựa đề cuốn sách là gì vậy em? Anh yêu yêu. Anh gì? Anh yêu yêu. Anh yêu yêu. Sách ý nghĩa đó nha. Anh thấy em có vẻ bề ngoài thì ngoài sức mong đợi của anh. Em cảm ơn. Ấn tượng đầu tiên khi mà anh nhìn thấy em là gì ạ?
là bộ quân phục và kiểu tóc búi cao rất là gọn gàng. Dạ. Công việc của mình làm thì có thường xuyên là phải làm về muộn hay là đi thường xuyên không? Nhiều không ạ? Một tuần chắc đi về muộn khoảng 2-3 ngày thôi. Dạ. Nhìn không chớp mắt luôn á. Em ngồi bên đây em nhìn đằng sau nè, nhìn không chớp mắt luôn á. Dễ nhìn thương mà. Không rời mắt. Quan điểm tình yêu, hôn nhân gia đình với nhau đi. Em thì cuộc sống hôn nhân thì thật sự là em thích sự bình đẳng. Kể cả khi yêu hay là mình cưới nhau cũng vậy. Chồng làm gì thì đó có nghĩa là chỉ cần đều nói với vợ. Còn đâu mọi sự quyết định thì phải được đồng thuận có thể không? Là do chồng quyết định. Em thì không thích can thiệp sâu vào chuyện riêng quá nhiều của chồng. Nhưng mà... Còn em trai thế nào nói cho bạn gái biết đi. Quan điểm của em thì em rất mong muốn là cái người bạn gái cũng như là người vợ của mình sẽ biết lắng nghe. Hay là trong mọi chuyện mình đều có sự chia sẻ. Dạ. Rồi đồng thuận cùng làm mọi việc chứ. Dạ. Chắc là lần đầu em ngồi trực tiếp nói chuyện như thế này nên là hơi run. Không biết phải nói như nào cả. Có câu hỏi gì muốn hỏi em không? Ví dụ như có thể hỏi em về công việc, nơi ở, quê quán. Vì ban nãy em nhớ là hình như em chưa giới thiệu em quê ở đâu. Em quê ở đâu? Trời ơi, tôi khổ ông này ghê luôn á. Em quê ở Vĩnh Phúc ạ. Công việc của em thường là mình sẽ làm việc giống như em nói á. Ngoài ra mình có những cái công việc đột xuất gì đó hay không? Thường thường thì bên cơ quan em thì ngoài làm việc chuyên môn tại cơ quan thì đôi khi thì cũng vẫn sẽ phải công tác, có thể là về ngoài Hà Nội chẳng hạn. Vì hỏi khi anh hẹn đi chơi thì cỡ nào giờ nào được? Đúng rồi. Hỏi anh, nếu mà anh có thể hẹn em đi chơi á thì anh có thể hẹn đi em đi chơi trong khoảng thời gian như thế nào? Cơ quan em thì cũng không có hạn chế quá nhiều về thời gian, thường là về trước 10 giờ. Trong quân đội thì cái kỷ luật và giờ giấc là rất là quan trọng ạ. Em lại là quân nhân nữ, thế nên là thường thường là em khoảng 10 giờ là em đã có mặt ở nhà rồi. Nên là anh thấy rằng đây là một anh chàng chưa yêu lần nào hết, chưa có cái nắm tay nào hết luôn á. Bây giờ thử xem nào, em bước qua em nắm tay cô bộ đội cái đi, coi cảm nhận lần đầu tiên thế nào. Mạnh lên đó. Anh có thể nắm tay em được không? Ôi trời, cái thái độ lên nắm tay khác liền luôn á. Anh có thể nắm tay em được không? Anh có thể nắm tay em được không? Nhanh lắm, anh có thể nắm tay em được không? Xem như bắt tay đi. Đó. Ừ đó. Đâu để nguyên, giữ yên nguyên. Chưa. Nào bắt tay lại nào. Thử xem. Cho người ta nắm tay cái làm dữ vậy. Hai tay nắm vào thấy kìa, chưa? Như nói hai kìa. Suối hai tay nắm vào. Đó. Đó. Rồi sao? Cảm thấy sao? Rất là ấm. Ừ. Chắc là do tay em lạnh quá. Tim có đập mạnh không? Có chị. Em rất là dễ thương. Dạ em cảm ơn. Nhắm mắt lại chúng ta kiểm tra xem thật sự con tim mình có rung động chưa. Nếu rung động mình bấm nút, mà đã bấm nút chúng ta phải trao nhau nụ hôn đầu tiên. Đó là quy định của chương trình. Bây giờ mình sẽ để tay vào nút bấm nha. Quyết định là của các bạn. Thành thật với chính con tim mình nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Hãy nói với thủ trưởng của mình, hãy nói với mẹ của mình, xin phép đặt nụ hôn đầu tiên. Dạ, em xin phép thủ trưởng cho em xin hôn bạn Hiền một lần. Thủ trưởng gật đầu rồi đó. Thủ trưởng. Đó là mệnh lệnh. Nào. Hôn má thôi, không sao đâu bé Hiền, hôn má thôi. Rồi, vỗ tay. Hai bạn rất là dễ thương.
Còn điều gì đến sẽ đến, nếu có phận chúng ta sẽ cùng đến với nhau. Dắt Hiền đi, dắt Hiền đi. Em nghĩ là cái này nó vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm, là em không nói dối được. Em nói dối là em bảo là em xấu hổ. Hầu như là em chả thấy em có cái ưu điểm gì cả. Em có thể nấu cơm, em nấu canh, em giặt rũ, sửa chữa hỏng hóc trong nhà là em đều có thể làm được. Chúc cho tình yêu hôm nay sẽ sớm trở thành hiện thực và họ sẽ về chung một nhà nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ tới với cặp đôi thứ hai. Và xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Trời, chào. Anh chào chị. Mời bạn nam. Mời đi em trai. Dạ. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quyền Linh ạ. Chào em. Em chào chị Nam Thư. Dạ. Chào quý vị khán giả. Mình là Hoàng Thị Tưởng, năm nay 29 tuổi, là giảng viên khoa khoa học cơ bản, trường sĩ quan đặc công thuộc binh chủng đặc công. Giảng viên cơ bản là làm cụ thể công việc gì em? Môn em phụ trách là môn công nghệ thông tin thuộc bộ môn tin học của khoa học cơ bản. Sinh ra và lớn lên tại Thanh Hóa. Bây giờ thì em đang công tác tại thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội ạ. Tức là Tưởng từ Hà Nội vào đó hả Tưởng? Dạ vâng ạ. Ôi, thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn đã đến hôm nay nha. Hôm nay chúng tôi rất là cảm động với cái tình cảm của bạn từ thủ đô Hà Nội đã vượt gần 2.000 cây số để đến với bạn quen họ tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời bạn trai. Đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Nam Thư, các khán giả trong đài trường quay và các khán giả đang xem truyền hình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Trung Hiếu, em sinh ra ở Nam Định và đang hiện tại đang công tác tại phòng công nghệ thông tin Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu ở Hà Nội. Năm nay là 30 tuổi. Em từ Hà Nội vào đây luôn. Dạ vâng ạ. Từ là chúng tôi nói cảm ơn hai bạn rất là nhiều, bay từ thành Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh ha. Dạ. Bên đó thì có thể nói một tí xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình không? Ưu điểm của em nghĩ là cái này nó vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm, là em không nói dối được. Khi mà ai hỏi em cái gì đấy mà em cảm thấy mà em nói dối là em bảo em xấu hổ, không nói dối được bao giờ. Thứ hai nữa là em rất thích cái cảm giác mà được đứng ra để che chở hay là giúp đỡ người khác. Em cũng tự nhận là em cũng có một số những cái tài lẻ. Hầu như là tất cả mọi vấn đề của một người đàn ông trong gia đình như là nữ công gia chánh đều em đều có thể làm tạm được khoảng 7-8 điểm. Em có thể nấu cơm, em nấu canh, em giặt rũ, sửa chữa hỏng hóc trong nhà là em đều có thể làm được. Tật xấu nhất của em là gì? Tật xấu nhất của em mà đến bây giờ mà em chưa sửa được là em nhát gái. Nhát gái? Dạ. Rồi, mời bạn nữ. Hầu như là em chả thấy em có cái ưu điểm gì cả. Em toàn khuyết điểm thôi. Em cũng rất thích hay giúp đỡ người khác, rất hay quên đường. Em đi đường, em không bao giờ em nhớ đường đâu. Em toàn phải mở Google Map lên em đi tìm đường. Và em toàn đi xe buýt không à. Bên ngoài thì thấy Tưởng hết sức là mạnh mẽ, nhưng mà nhìn sâu vào trong mắt á thì thấy Tưởng có một cặp mắt rất là ướt át. Nhìn em mạnh mẽ thế này thôi, nhưng mà thật ra thì có việc gì rất là đơn giản thôi, nhưng mà em rất dễ rơi nước mắt. Không hiểu vì sao. Nên là con người đầy cảm xúc đó. Đúng rồi, một con người sống hết sức là tình cảm. Sở thích của Tưởng là gì? Em hay đi lang thang, ví dụ như là đi dọc các cái con đường nó có các hàng cây, thế là đi một mình thế. Em là con gái nhưng em lại không thích đi shopping lắm. Cái này đàn ông thích nè, con gái không thích đi shopping, đàn ông thích lắm á. Bên kia cô gái bộ đội đó là một người rất là cảm xúc, thậm chí có một chút lãng mạn. Chàng trai thế này, bên này thế nào? Em thích mô tô, em thích đi phượt, đôi khi em thích cả nấu ăn nữa. Em có thích sự lãng mạn không? Em biết làm thơ anh. Làm thơ luôn, dạ, dạ, sao làm thử coi. Mà xin phép ngẫu hứng một vài câu thơ. Lần đầu đến bước đến trường đến quay. Đến trường quay. Nghe giọng bạn gái đang muộn say, chắc hẳn là người ưa lãng mạn, biết có bên nhau đến sau này. Dạ, em xin hết ạ. Chà, thấy trong profile là hát hò dữ lắm nè. Thực ra thì là em không nhận là em hát hay lắm đâu. Mà em thuộc cái thể loại là em hay cướp mic trong quán karaoke. Nhiều khi là cứ mỗi một bài thì em có thể hát theo một giọng khác nhau. Ồ, dạ. Tức có thể là nhái được nhiều loại giọng ca sĩ. Dạ. Thử xem. Ông bà anh ngày xưa ông bà anh khi xưa thường không có ô tô. Ông bà anh khi xưa yêu nhau ông bà anh yêu nhau từ xưa có xe hơi đúng không? Đúng rồi. Lại nhà hai. Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh trên con xe đạp thống nhất màu xanh. Đêm qua tôi nằm mơ thấy em, trong giấc mơ em là của ai? Đêm qua em nằm mơ thấy tôi, trong giấc mơ em cũng thuộc về tôi. Tôi yêu em, hàng đêm nhớ em,
Tôi lang thang để được gần em. Tôi không tin rằng trong giấc mơ em bên ai không phải là tôi. Rock đúng không? Dạ. Tối mà cỡ 11, 12 đêm hát này là mệt lắm á. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua một mối tình kéo dài khoảng 4 năm. Mấy năm? 4 năm ạ. 4 năm, dài đấy. Nhưng tại sao lại chia tay? Có thể là do khoảng cách. Nhưng mà khoảng cách bao xa mà phải chia tay vậy? Thanh Hóa vào Vinh ạ. Trời đất ơi, tưởng xa lắm xa. Vậy thì cái mối tình đó kết thúc cách đây bao lâu rồi? Kết thúc cách đây được 4 năm rồi. Đàn trai. Mấy mối tình rồi? Cái sự nghiệp cầm cưa của em thì cũng bắt đầu hơi muộn. Đến khi mà em học xong đại học thì em bắt đầu em đi ra ngoài và em bắt đầu em đi chính thức đi cua một bạn gái ấy. Và từ hồi đến giờ em chưa cua được bạn nào. Hả? Chưa cua được bạn nào luôn. Trời ơi, ông kể là tôi thấy chắc là bước ra khỏi trường đại học là cua dữ dội lắm, chưa cua được bạn nào. Dạ. Hà, em chào anh. Xin chào đồng chí Trung Quý. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cái mẫu người của em thì rất là đơn giản. Tôi nhìn một chút, biết quan tâm về gia đình, tình cảm thì đương nhiên là phải chân thành rồi. Không có sự giả dối. Em có một mẫu hình lý tưởng nào không? Chỉ cảm thấy người đấy phù hợp với mình. Là yêu. Là yêu. Thấy yêu là yêu. Vâng. Em trai. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thích một bạn gái mà thẳng tính. Bởi vì là em không đọc tâm lý các bạn tốt lắm. Nếu như mà các bạn mà nói thế nọ để cho em tự nghĩ thế kia thì em rất không là được. Sợ. Dạ. Em không thích người còn hoang phí. Nhu cầu hoặc là muốn mua sắm các thứ thì không vấn đề. Nhưng mà em không thích mua rồi phải để đấy. Yên tâm, bộ đội là phải nói đâu ra đó hết. Dạ. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân đi. Dạ. Rồi mình cho gặp nhau. Tưởng, hôm nay em tới tham gia chương trình với ai? Có cấp trên và các đồng đội của em ở trường Sĩ quan Hà Công. Dạ, chào thủ trưởng. Kính chào quý vị đại biểu, anh Quyền Ninh, Nam Thư. Tôi là Nguyễn Hồng Thái. Dạ. Là đồng nghiệp và cấp trên của đồng chí Tưởng tại trường Sĩ quan Đặc Công. Đồng chí Tưởng là trung úy giảng viên của trường Sĩ quan Đặc Công, là người có phẩm chất đạo đức tốt và trong giảng dạy chuyên môn là đạt giỏi và đặc biệt rất nhiệt tình với đồng chí đồng đội và bạn bè. Bạn trai là người rất tình cảm và có suy nghĩ, có niềm tin và có nhiều đồng cảm với chỗ đồng chí Tưởng. Theo tôi là hai người sẽ ấn nút và hẹn hò với nhau. Xin hết. Cảm ơn thủ trưởng. Cảm ơn thủ trưởng. Em trai đi với ai? Em đi với mẹ em ạ, mẹ em là người kia. Ồ, có mẹ vào nữa à? Dạ. Rồi, chào cô. Xin chào trường quay ạ, xin chào tất cả các quý vị khán giả. Tôi tên là Lê Thị Nhàn ạ, tôi đến từ Nam Định. Và hôm nay tôi đến cùng với con trai tôi là cháu Hiếu. Dạ, chào cô. Vâng ạ, hôm nay thì tôi đến đây thì đến trường quay và cũng gặp được Tưởng ạ. Thì tôi thấy cũng dễ nhìn và cũng thấy tình cảm và cũng rất là dễ mến. Dạ, rất cảm ơn. Vâng. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, bây giờ mình mở rào. Bây giờ Hiếu với Tưởng chúng ta cứ trao đổi nhau đi nha, nói chuyện thoải mái. Lần đầu tiên gặp mặt thì anh xin tặng em một lẵng hoa. Em cảm ơn anh. Em cũng có một cái món quà là cái cuốn sách. Thật ra thì em ấn tượng cái cuốn sách này là vì nó có cái câu nói là trái đất tròn, có đi bao nhiêu vòng, còn duyên còn nợ thì vẫn sẽ gặp lại nhau. Thì em tặng anh cuốn này. Anh cảm ơn anh. Rồi, mời hai bạn về vị trí. Cuốn sách gì đó, tựa gì đó. Ai cũng cần một người ở bên cạnh. Tựa sách rất là hay và ý rất nghĩa là hay ha. Hai bạn nhìn nhau, mình chia sẻ về cái quan điểm tình yêu nè. Rồi mình thực sự cần một người bên cạnh mình là như thế nào? Những cái điểm, những cái điều mà em nói ra thì anh nghĩ thế nào? Lúc đấy anh nghe thì anh cảm thấy là vẫn còn hơi mơ hồ một chút. Anh cảm giác như em là một người là khá là đơn giản, có nhiều cái sở thích phù hợp với một người phụ nữ của gia đình. Anh rất là thích đi du lịch mà không biết là sau này em có thích đi du lịch cùng với anh không? Nếu như có người thì sẵn sàng đi thôi ạ. Nếu như đi một mình thì buồn, đi hai người thì chắc là sẽ vui hơn đấy ạ. Thực sự là em chưa đi phượt bao giờ. Nhưng mà nếu như có một cơ hội được thử đi phượt thì chắc là cũng sẽ thử đi một lần cho biết xem như thế nào. Biết đâu lại còn một lần, hai lần và còn nhiều lần hơn nữa. Hay quá. Nếu như mà ở vị trí của em thì đến anh thì là sẽ hơi xa một chút. Đối với anh thì thực ra là trong Hà Nội thì không có chỗ nào là xa cả. Em nghĩ là khoảng cách xa cũng không phải là vấn đề lắm. Mấy chục cây số cũng không gọi là xa. Đi trong ngày cũng không vấn đề gì cả. Từ Hà Nội các bạn có thể vào thành phố Hồ Chí Minh để gặp nhau. Đúng rồi. Thì ở Hà Nội với nhau cũng đâu có gì là xa đâu. Có lẽ là thế.
Mình sẽ hẹn nhau trên con đường thanh niên nào đó, buổi chiều nào đó. Đúng rồi ạ. Chúng ta nói một chút xíu về cảm nghĩ của mình với người đối diện. Ừ. Sau đó mình tiến hành bấm nút. Ban đầu thì không biết là có phải là cảm thấy là hơi ngại ngùng hay là tính cách của em là bình thường là không phải là người quá sôi nổi hay không. Nhưng mà anh thấy em có một cái nét rất là e lệ, nữ tính. Mới đầu nhìn anh thì khi mà mới tiếp xúc thật cũng chưa có gì nhiều để em nhận xét cả. Nhưng mà qua cái cách anh nói chuyện với anh Quyền Linh thì có một số tính cách cũng gần giống với em. Đó là cũng thẳng thắn, thích giúp đỡ người khác. Khi bấm nút, chúng ta phải bấm bằng cả trái tim của mình, không phải bấm vì bất kỳ mục đích nào cả. Không bấm, không sao cả. Có hàng triệu người đang xem, những người đó sẽ bấm cho mình. Và bấm nút là hôn nhau đó nha. Chúng ta hãy thật sự thành thật với cảm xúc, với con tim của mình. Và bây giờ xin mời các bạn để tay vào nút bấm. 3 2 1 Hết giờ. Thời gian. Bạn nữ không bấm. Không sao cả. Một cô gái rất là mạnh mẽ. Thật ra thì không, em không bấm không phải là vì không muốn bấm. Không muốn bấm. Em muốn có một cái gì đó gọi là thời gian tìm hiểu kỹ hơn một chút. Có cơ hội thì mình có thể là khi đó thì nó thoải mái hơn. Chính xác là như vậy. Không sao, quyết định đó chúng tôi rất là tôn trọng. Hãy sống thật với trái tim của mình và lòng mình. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến tham gia chương trình đây. Chúc cho hai bạn sẽ tìm được một nửa còn lại thực sự của mình. Đâu là có thể là bây giờ mình không bấm, nhưng mà sau biết đó đâu sau này thì lại lại có cơ hội tìm hiểu thì lại thành ra bấm thì sao. Đây, hai bạn sớm tìm một hạnh phúc cho riêng mình. Cảm ơn hai bạn đến tham gia chương trình. Dạ, vâng, cảm ơn chương trình. Xin mời bạn đây. Dạ vâng, cảm ơn. Duyên chưa tới, phần chưa có, chúng ta phải chấp nhận điều đó. Hy vọng rằng hai bạn ấy sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Tam Thư và Quỳ Linh xin nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại.